Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một lọ thơm bồn cầu. Lọ thơm bồn cầu này của mình sẽ có hai vệ. Sẽ có hai lọ thơm bồn cầu của mình sẽ có hai cái hương thơm khác nhau. Đó là đây là hương thơm hoa hồng, còn hương thơm ở đây là hương thơm sóng biển. Sóng biển của chúng ta thì nó sẽ không có nhiều, nó sẽ không có cái mùi thơm đặc biệt gì cả. Nó chỉ sẽ có mùi thơm man mát thôi. Còn với bạn nào mà thích thơm ấy, chúng ta sẽ dùng cái màu đỏ này, đó là mùi thơm hoa hồng. Và một bộ sản phẩm này sẽ gồm có một bộ sản phẩm chúng ta sẽ gồm có một cái ống như thế này. Và ở dưới đây sẽ có một cái hình hoa. Một cái hình hoa các bạn ạ. À đây, chúng ta mở lớp này. Mở bên này ạ. Đấy, bên này nó sẽ có hình một bông hoa. Khi chúng ta mở lớp này thì đã ngửi thực thấy cái mùi thơm của cái sản phẩm này. Mùi thơm hoa hồng man mát, dịu nhẹ. Và cách sử dụng thì vô cùng đơn giản. Giống như là chúng ta cứ dùng cái ống tiêm ấy. Thì chúng ta đây là cái đầu để bóp. Và chúng ta chỉ cần để vào đây. Thế là chúng ta bóp xuống. Thì lập tức cái dung dịch ở trong này sẽ được phun ra. Và chúng ta chỉ cần đặt một cái ống này. Chúng ta đặt vào cái bề mặt của chúng ta lên cái chỗ bồn vệ sinh ấy. Để muốn thơm thì chúng ta ấn vào. Chúng ta chỉ cần ấn xuống. Vậy là chúng ta đã có một bông hoa màu hồng rất là đẹp. Và với cái sản phẩm này thì mình thấy thơm rất là lâu. Sẽ có được vài ngày cho các bạn. Nếu các bạn nào mà muốn thơm lâu nữa thì chúng ta sẽ gắn cái bông hoa này vào cái chỗ phần mà cái nước khó chảy đến á, thì chúng ta sẽ thơm được rất là lâu. Còn nếu mà các bạn mà để vào cái chỗ mà vùng mà nước mà chúng ta hay xả xuống thì nó sẽ bị be nhanh hơn. Và cái mùi thơm mỗi khi mà chúng ta xả nước á, cực kỳ thơm. Mình đã dùng cái sản phẩm này và vào trong nhà vệ sinh thì lúc nào mình cũng ngửi thấy mùi thơm luôn. Thơm lắm ạ. Không cần phải dùng các loại tẩy bồn cầu nọ kia đâu. Mà mùi thơm này, mùi thơm man mát như mùi kiểu nước hoa ấy. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.